Hello anh em, lại là mình Cường My đây. Ngày hôm nay thì mình sẽ không ở đây để tự sự như mọi khi nữa. Mà ngày nay thì mình đã có một bạn đồng hành mới cũng khá là xinh gái, đó là bạn Hoàng Yến. Chào mọi người. Và bạn Hoàng Yến đây thì sẽ đồng hành mình với cái chương trình mới, đó chính là chương trình Hỏi Đáp số đầu tiên. Thực ra chương trình này thì bên mình cũng có làm rồi, nhưng trước đó thì bên mình làm cũng chuyên sâu. Nhưng thôi, bây giờ là năm mới thì mình sẽ làm là chương trình mới đi. Chương trình mới thì chúng ta sẽ bắt đầu từ con số 0. À không, chúng ta sẽ bắt đầu từ con số 1, đó là số 1, số đầu tiên. Thì trong chuyên mục Hỏi Đáp này thì bên mình có nhặt nhạnh được những cái câu hỏi của khách hàng mà khách hàng đang thắc mắc này, khách hàng cần tư vấn này, thì sẽ cùng tập trung hết tại đây để chúng ta sẽ cùng gọi là trao đổi gián tiếp với khách hàng. Đến những khách hàng mà không có một chút kiến thức gì về lựa chọn laptop hoặc là sử dụng laptop thì cũng có thể là có được chút kinh nghiệm ở trong cái chuyên mục này. Như vậy thì chúng ta sẽ có một cái chuyên mục rất là bổ ích khi mà có một bạn đồng hành mới với mình hôm nay. Ok, vậy thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu video này sau khi kết thúc đoạn intro. Vậy thì trước khi đến với câu hỏi đầu tiên thì em muốn hỏi anh Cường một câu là với bạn đồng hành mới trong chương trình mới ngày hôm nay thì anh có cảm nhận như thế nào ạ? Thực ra là cái cảm xúc và cảm nhận của anh ấy, mọi khi anh thường là làm là quay, đều là quay một mình, đều làm tự xử hết. Quay rồi giới thiệu rồi làm tất cả các thứ. Thì cảm xúc nó cũng rất là thoải mái. Nhưng mà ngày hôm nay thì có thêm em, thì có thêm bạn đồng hành mới trong chương trình mới thì mình thấy nó cũng thoải mái hơn, nó vui vẻ hơn. Và đặc biệt là trong cái chương trình mà trao đổi gián tiếp với khách hàng như thế này thì sẽ có rất là nhiều cái điều thú vị và điều tuyệt vời. Và khi có những cái câu hỏi đặt ra ấy, thì anh cảm thấy nó sẽ tuyệt vời hơn. Vậy thì em có một câu hỏi đầu tiên dành cho anh, đó là em có kinh phí 25 triệu đổ xuống thì nên mua laptop gaming như thế nào ạ? Nhu cầu của em thì chỉ chơi game, xem phim và lướt web thôi ạ. Vậy thì anh có thể giới thiệu cho em một số cấu hình của một dòng laptop mà trong phân khúc này không ạ? Như câu hỏi mà em đặt ra đây là kinh phí khoảng 25 triệu này. Ok, thì mình sẽ đặt ra cái câu hỏi, mình sẽ trả lời cái câu hỏi đầu tiên. Với kinh phí khoảng 25 triệu đổ xuống thì chúng ta sẽ có lựa chọn từ Acer Lithio 5 này. Acer Lithio 5 thì nó đang ở cái mức giá dao động là khoảng dưới 20 triệu. Với cái mức giá dưới 20 triệu như vậy thì bạn đã có một cái cấu hình là chip thế hệ thứ 11, Core i5 thế hệ thứ 11 hoặc là Core i7. Tùy vào cái nhu cầu mà bạn thích thì cái Core i5 nó đang ở mức giá là dưới 20 triệu. Như vậy thì nó sẽ lựa chọn tốt cho cái dòng gaming của chúng ta. Với cái cấu hình của chip Core i5 thì nó đang có là chip thế hệ thứ 11, RAM 8 256 và đặc biệt là card của nó là card GTX 1650. Với cái card 1650 này thì nó xử lý các cái khung hình của game cũng rất là tốt và mang lại cái trải nghiệm game eSports rất là thoải mái. Và có một cái sự lựa chọn khác mà chúng ta có thể lựa chọn kịch khung cái mức 25 triệu, 24 triệu đó là cái dòng Dell G5 5590. Với cái mức 5590 này thì nó có cái cấu hình, nó cũng chỉ là chip thế hệ thứ 10 thôi, chip H thế hệ thứ 10. Nhưng mà cái bui của nó là bui card của nó là card RTX 3050. Với cái bui card RTX 3050 này thì chúng ta sẽ có cái trải nghiệm game nó mượt mà hơn và sử dụng cũng rất là tốt. Khá là cao. Nói chung thì tầm giá này mình có rất là nhiều sự lựa chọn. Được. Hoặc là các dòng máy đồ họa cũng có thể đáp ứng như là Precision 5510, 5520 thì em thấy nó cũng khá đáp ứng khá là tốt. Tuy nhiên thì Acer Lithio 5 cũng có lẽ là tốt nhất tại vì em khá thích cái thiết kế của nó cũng như là cấu hình cũng như hiệu năng. Ok, vậy thì sẽ đến câu hỏi tiếp theo. Với câu hỏi tiếp theo đó là cho em hỏi con P51 làm đồ họa 2D, 3D cơ bản, render video có ổn không ạ? Và với tầm giá 23 triệu thì có con nào ngon mà màn hình ổn không ạ? Cả gaming và Ultrabook. Ok, với cái câu hỏi này thì mình sẽ đặt ra làm hai câu hỏi, tách ra làm hai câu hỏi cho nó dễ. Đầu tiên thì mình sẽ trả lời câu hỏi đầu tiên của bạn, đó chính là với con P51 làm đồ họa 2D, 3D cơ bản, render video có ổn không ạ? Thì mình xin nói thẳng luôn là với cái con P51 này, cái cấu hình như vậy thì nó sẽ đáp ứng quá là thoải mái. Với con card M1200, nó là card 4GB thì nó có thể sử dụng render cả video 4K chuyên nghiệp rất là thoải mái. Và với cái cấu hình như vậy thì chúng ta có thể làm rất là tốt trên cái việc 2D, 3D. Và tiếp theo là đến với cái câu hỏi thứ hai, thì nó là cái câu hỏi là trong tầm giá 20 triệu có con nào mà ngon hơn mà màn hình ổn không ạ? Cả gaming và Ultrabook. Thì đối với câu hỏi này, cái dòng gaming mà kết hợp với Ultrabook thì nó rất là khó để kết hợp. Nhưng mà nếu mà muốn cái lựa chọn mà vừa đồ họa với cả Ultrabook thì chúng ta có thể tham khảo thêm, đó là dòng Dell Precision 5520. Nó có thiết kế đẹp giống như dòng Dell XPS, trông nó cũng khá là thon gọn và cái chất lượng của nó cũng rất là cao cấp. Hoặc là bạn có thể tham khảo thêm cái dòng cao hơn thì đó chính là dòng 7000 series với của Dell là 7000
7710 hoặc là 7510. Nhưng mà với hai cái chiếc này thì cái trọng lượng và cái thiết kế của nó sẽ hơi cồng kềnh và hơi to một chút. Ok, vậy thì câu hỏi thứ ba là gì em nhỉ? Câu hỏi thứ ba đó là anh ơi, thì tầm 7 đến 9 triệu thì em nên mua máy tính nào ạ? Bé em học bên xây dựng ạ. Học bên xây dựng. Thật ra học bên xây dựng thì trong cái mức giá đó nó cũng không hẳn là không có lựa chọn, mà là nó rất là ít lựa chọn. Thực ra là nếu mà trong cái mức giá đó để học ổn định nhất và tốt nhất cho cái về cái vấn đề học của bạn ấy là trong học bên xây dựng, thì mình nghĩ là bạn nên cố thêm một chút nữa thì chúng ta sẽ có được những cái chiếc máy nó thiết kế được tốt hơn và cấu hình ổn định hơn, như Dell Precision M4800 hoặc là chiếc Dell Latitude 6540. Với chiếc 6540 thì nó cũng đang dao động trong khoảng giá là 11 triệu hơn, còn là trong chiếc Dell Precision M4800 thì nó vào rộng là khoảng 12 triệu. Với hai cái cấu hình như vậy thì card của nó sẽ xử lý tốt về cái vấn đề xây dựng của bạn hơn. Nếu mà bạn đã có cái ngưỡng khoảng 9 triệu thì chúng ta nên cố thêm một chút, như vậy là chúng ta sẽ có cái lựa chọn tốt nhất. Câu hỏi tiếp theo đó là em chào anh và chào Laptop TEC. Anh ơi, có thể cho em hỏi là HP sử dụng có bền hay hỏng vặt không ạ? Em có xem qua thông tin con HP NVX360. Vậy anh có thể cho em biết thêm thông tin chi tiết về chiếc máy này được không ạ? HP sử dụng có bền không và có hay hỏng vặt không? Cái này thì mình sẽ nói quay lại thời gian trước một chút, là HP trước đó thì nó cũng có rất nhiều tai tiếng, nhưng mà để đứng được cái vị trí top đầu top 2 trong thị trường laptop ấy, như Dell HP này, thì người ta thường nhắc đến Dell HP, thì nó cũng không hẳn là có bền hay là hay hỏng vặt. Vì khi mà người ta đang sử dụng cái con HP 8560 hoặc là 8570 VK ngày xưa người ta sử dụng thì nó rất là nóng, do đó thì người ta sẽ có cái phản cảm, nhưng đó là ngày trước rồi. Còn cho tới hiện tại mình bán các cái dòng sản phẩm của HP EliteBook như là dòng 840 này, từ G1 cho đến phiên bản G6 bây giờ, nó rất là bền và rất là ít lỗi vặt. Khi mà khách hàng sử dụng, rất ít khi khách hàng phải quay lại bảo hành hay là sửa chữa, chỉ trừ trường hợp là khách hàng quay lại để nâng cấp thôi. Còn về cái thông tin của con HP NVX360 thì mình sẽ nói qua một chút như này. Với HP NVX360 thì bên mình đang có là cấu hình Core i5-i7, chip thế hệ thứ 11 và ổ cứng SSD 256 hoặc là 512. Đặc biệt là màn hình 13.3 inch Full HD, đặc biệt là nó là cảm ứng và chúng ta có thể gập mở được 360 độ nữa. Với việc gập mở 360 độ thì chúng ta có thể sử dụng nó như là một chiếc tablet. Và với chiếc này thì mình sẽ thấy nó có một cái màn hình rất là tốt. Màn hình của nó thì nó sẽ được có cái cảm ứng này, nó có cái độ phủ màu lên tới 100% sRGB cơ. Và với cái độ phủ màu như vậy thì nó sẽ cho chúng ta những cái chất lượng hình ảnh rất là tốt khi chúng ta làm những cái công việc in ấn này, hoặc là làm về các cái, nói chung là về tất cả hình ảnh, nó mang lại cái màu sắc rất là tốt. Ví dụ với những màu đen thì nó rất là sâu, và với những cái màu trắng nó rất là sáng, thì vậy nó cũng rất là thuận tiện. Và cái kích thước trọng lượng của nó thì nó chỉ khoảng độ 1,2 kg, nó cũng khá là nhẹ, cầm nó cũng rất là gọn. Như vậy thì chúng ta sẽ có một cái chiếc máy khá là ok, và cái màu thiết kế của nó ở bên ngoài là một màu gold nữa, trông nó cũng khá là đẹp và sang. Và như vậy thì chúng ta sẽ có một chiếc máy khá là tốt. Còn bạn đang phân vân về HP NVX360 thì mình nghĩ là nếu bạn đang thích rồi thì chúng ta nên lựa chọn nó thôi. Chúng ta không có gì phải phân vân cả. Một câu hỏi tiếp theo đó là anh ơi, cho em hỏi trong tầm giá 20 triệu thì chiếc laptop Dell Virtual 3510 có ổn không ạ? Hay trong tầm giá đó thì anh có thể giới thiệu cho em chiếc nào ổn áp hơn không? Và em cảm ơn ạ. Ok, mình sẽ đọc qua một trong tầm giá 20 triệu Dell Virtual 3510. Thì đối với cái này, đối với câu hỏi này thì mình sẽ cho bạn một sự lựa chọn, cho bạn thêm nhiều sự lựa chọn. Đó là cấu hình này thì nó tương đối là tốt với cái công việc đa nhiệm rồi, chúng ta sử dụng cũng rất là thoải mái và mượt mà. Và cái giá thành như vậy thì nó cũng trong cái tầm giá cũng rất là tốt. Còn chúng ta có thể thêm rất là nhiều sự lựa chọn khác, ví dụ như là kiểu 3515 này, hoặc là Asus Q408 này. Trong khoảng giá đó thì nó cũng rất là nhiều sự lựa chọn với những chiếc Ultrabook mỏng nhẹ. Đặc biệt là mình sẽ thích cái chiếc Q408 hơn, là do đó nó thiết kế nhỏ gọn hơn. Đến với câu hỏi tiếp theo, em là sinh viên đồ họa và muốn mua một chiếc laptop dùng cho dân đồ họa chuyên nghiệp trong khoảng tầm giá 25 triệu đổ xuống mà được trả góp. Vậy anh có thể tư vấn cho em dòng máy chuyên dùng card NVIDIA Quadro chuyên cho dân đồ họa nha. Ok, mình sẽ đọc lại một chút. Ok, trong tầm giá 25 triệu mà để lựa chọn cho một chiếc laptop đồ họa chuyên nghiệp. Đầu tiên, nếu mà bạn không ngại về cân nặng, chúng ta không ngại về vác đi vác lại, thì chúng ta có thể lựa chọn đó chính là Dell Precision 7710. Một chiếc laptop với màn hình 17 inch này, sử dụng rất là thích. Khi mà chúng ta làm những cái đồ họa chuyên nghiệp, vẽ vời hoặc là chúng ta thiết kế thì chúng ta cần cái màn rất là to. Do đó thì chúng ta sẽ lựa chọn 7710 cũng khá là sáng suốt trong tầm giá 25 triệu. Thì chúng ta sẽ có một cái màn hình lớn này, các khủng và cấu hình cũng rất là tốt.
Với chiếc Dell PlayStation 7710 thì nó có cái sự lựa chọn từ con chip thế hệ thứ 6, chip HQ. Với cái các cái con chip như vậy thì chúng ta sẽ tùy vào cái mức độ túi tiền của chúng ta làm sao mà chúng ta bùi một cái cấu hình tốt nhất để sử dụng cho công việc phù hợp nhất. Và với những cái cấu hình như thế này thì mình sẽ có thể có một cái khả năng nâng cấp này, đặc biệt là về khả năng nâng cấp của Dell PlayStation 7710 nó rất là tốt. Nó có đến 4 khe cắm RAM này, 3 khe nâng cấp ổ cứng. Như vậy chúng ta sẽ có một cái không gian làm việc, một cái chiếc máy làm việc cũng rất là tốt để chúng ta sử dụng các cái công việc đồ họa chuyên nghiệp rồi. Chúng ta có thể vẽ vời rồi thiết kế thoải mái ở trên đó. Và cái màn hình to này, cấu hình tốt, rất là ok. Đó là sự lựa chọn về Dell PlayStation 7710. Hoặc là bạn cũng có thể tham khảo thêm về 7510 nếu mà sợ 7710 nó to quá, hoặc là 7520. 7510 thì nó giá thành của nó thì sẽ hơi thấp. Mình nghĩ là sẽ trong khoảng giá là 7520. 7520 thì giá thành trong tầm giá 20 đến 25 triệu, nó cũng rất là thật tốt rồi. Đó cũng là cái mức giá trung bình trong cái phân khúc này. Một câu hỏi nữa em thấy cũng khá là hay và cũng về laptop đồ họa. Đó là em dự định mua một chiếc laptop phục vụ cho việc học thiết kế 2D, Photoshop và có thể sau này em sẽ dùng đến 3D. Yêu cầu của em là cấu hình đủ dùng, có khả năng nâng cấp thêm, bền bỉ, mỏng nhẹ vì em phải đi lại nhiều. Có ổ cứng SSD và HDD và trong phân khúc giá từ 10 đến 15 triệu, mong anh tư vấn. 10 đến 15 triệu mà bạn không biết chiếc laptop này thì thật sự là hơi đáng tiếc. Dell PlayStation M4800. Với chiếc Dell PlayStation M4800 thì không chỉ nói về khả năng nâng cấp đâu, mà nói về độ trâu bò thì không ai dám nhận số 1 luôn. Mình nói thẳng luôn là chiếc M4800 này nó được cái mệnh danh của nó ấy, là từng là nồi đồng cối đá châu bò nhất. Đập cũng không hỏng. Bên mình cũng có làm clip đập thử Dell PlayStation M4800 rồi đó. Đập cũng không hỏng mà đổ nước vào cũng không chết. Đó. Như vậy là chúng ta có một chiếc Dell PlayStation làm đồ họa rất là bền và khả năng nâng cấp thì cũng rất là ok. Với khả năng nâng cấp thì cũng có 4 khe cắm RAM này, 2-3 khe nâng cấp ổ cứng này, SSD, HDD có đầy đủ cả. Mà cấu hình bên mình đang có sẵn ấy, là cấu hình có cả SSD và HDD rồi thì bạn chỉ việc về dùng thôi. Còn có nâng cấp thêm RAM thì nâng cấp thêm khoảng độ 2 thanh hoặc là 4 thanh thì tùy vào cái nhu cầu của bạn. Như vậy là có cái sự lựa chọn rất là tốt. Và ngoài M4800 ra ấy, thì mình sẽ có thêm đó chính là Zbook 15G3 này. Ngoài ra thì vẫn có thêm một lựa chọn nữa, đó là chính Dell PlayStation 3510. Nhưng chiếc này thì nó sẽ là mới hơn, chip nó là chip thế hệ thứ 6 so với chiếc M4800, nó là chip thế hệ thứ 4. Nhưng mà nó sẽ không thể khỏe bằng được chiếc M4800, nó chỉ thiết kế gọn hơn thôi. Phiên bản của nó thiết kế trông nó giống với cái dòng Latitude hơn, nhưng mà cái hiệu năng của nó thì sẽ không thể bằng được M4800 được. Do đó thì chúng ta vẫn nên là đề xuất M4800, hoặc là lựa chọn thứ hai là Zbook 15G3. Ok. Đến với câu hỏi tiếp theo, đó là cho mình hỏi cho tầm giá 27 triệu thì nên mua laptop nào ạ? Mình vừa học AutoCAD, Revit, SketchUp, Premiere Photoshop và chơi game ạ. Ok, 27 triệu mà mới cái mức đầu tư như vậy thì chúng ta sẽ có rất nhiều sự lựa chọn. Còn nếu mà nói chơi game thì mình nghĩ là bạn nên đầu tư về các cái dòng gaming hơn. Nó sẽ giúp cho chúng ta có những cái trải nghiệm tuyệt vời hơn. Vì những cái phần mềm đồ họa mà bạn nêu trên ấy, bạn có hỏi trên, nó cũng chỉ là phụ thôi. Nó sẽ chạy được hết trên tất cả các cái nền tảng đó ở trên các cái hai con chip này. Và với cái lựa chọn như vậy thì mình sẽ cho bạn thêm cái lựa chọn, đó chính là chúng ta sẽ lựa chọn là Legion 5 chẳng hạn này, hoặc là Acer Nitro 5 với phiên bản Core i7, giá thành cũng trong khoảng giá đó. Hoặc là thêm một cái chiếc đó là chiếc Victor 16. Thì với cái cấu hình như vậy thì chúng ta có sự lựa chọn rất là tốt trong cái khoảng giá đó. Một câu hỏi nữa em thấy cũng khá là hay, đó là cho em hỏi em học ngành công nghệ ô tô, công nghệ kỹ thuật ô tô thì nên chọn laptop nào dưới 20 triệu vừa học vừa chơi game FIFA Online 4 GTA 5. Vừa học kỹ thuật công nghiệp điện, công nghệ kỹ thuật ô tô mà lại vừa muốn chơi cả FIFA 4 và GTA 5. Mình nghĩ là cái nhu cầu của bạn cũng khá là hay. Khi mà bạn đang muốn làm về học về công nghiệp ô tô này mà chúng ta vẫn muốn giải trí thì chúng ta có thể đưa ra một vài lựa chọn, đó chính là Dell PlayStation 7510 này. Một chiếc máy chạm cũng khá là phổ biến và cái card của nó xử lý cho cái game FIFA 4 cũng rất là tốt. Và cái thứ hai là chúng ta sẽ lựa chọn Zbook 15G3. Nó cũng cùng với cấu hình của chiếc Dell PlayStation 7510 nhưng nó sẽ giá thành của nó sẽ rẻ hơn. Và cái lựa chọn thứ ba thì chúng ta sẽ lựa chọn, đó chính là chiếc P50. Cũng có thể chơi các cái game FIFA 4 hoặc là các cái game eSports cũng rất là tốt. Còn riêng đối với game GTA 5 thì mình sẽ khuyên bạn nên cân nhắc một chút. Cái game đó thì sẽ chơi nó sẽ hơi bị giật một chút, nó sẽ không được mượt mà như bạn mong muốn đâu. Còn nếu mà bạn muốn chơi game đó thì cũng trong khoảng giá 20 triệu này, bạn vẫn có thể đầu tư sang cho chiếc Acer Nitro 5 với con cấu hình Core i5 chip thế hệ thứ 11.
Như vậy thì nó sẽ phù hợp với cái game GTA 5 hơn. Thì như vậy là mình nghĩ là bạn nên lựa chọn một trong ba cái mẫu trên, đó chính là 7510 này, hoặc ZBook 15G3, hoặc là cuối cùng là P50, thì nó cùng trong khoảng giá dưới 20 triệu quay đầu. Ok, cho anh hỏi một chút này, ngày hôm nay thì anh thấy khá là nhiều câu hỏi từ thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, kể cả là câu hỏi vừa nãy đều là về đồ họa và gaming. Thì có vẻ như là khách hàng đang quan tâm sâu hơn về cái vấn đề laptop, đồ họa và gaming. Còn về dòng Ultrabook và văn phòng thì có vẻ như là với cái phương tiện truyền thông như bây giờ thì mọi người đã tìm hiểu cũng rất là nhiều rồi. Những cái cơ bản đó thì không thấy mọi người hỏi. Vậy thì để thay đổi không khí một chút, chúng ta sẽ đổi câu hỏi đi. Ok, chúng ta sẽ đổi sang câu hỏi khác. Câu hỏi này thì sẽ là câu hỏi để cho em hỏi thủ tục mua laptop trả góp bên shop là như thế nào, mong các anh tư vấn. Thì đối với cái vấn đề trả góp nó cũng khá là đơn giản. Các bạn chỉ cần một chiếc chứng minh thư này và một chiếc bằng lái xe. Và tuổi của chúng ta thì là bao nhiêu tuổi nhỉ? 19 tuổi trở lên anh ạ. Đúng vậy, chỉ cần từ 19 tuổi trở lên là khi chúng ta có bằng lái xe và chứng minh thư thì các bạn sẽ cần qua bên mình để làm thủ tục trả góp. Sau đó là ký trực tiếp là xong. Còn nếu mà các bạn đang ở xa mà muốn làm về trả góp online thì cái đó thì em cũng đã biết rồi đúng không? Đúng vậy. Về vấn đề trả góp qua hình thức online thì bên mình cũng hỗ trợ khách trả góp qua thẻ Visa dạng credit của ngân hàng. Và các thủ tục thì đều được phê duyệt rất là nhanh, chỉ khoảng 10 đến 15 phút là quý khách hàng có thể phê duyệt được hợp đồng. Và những cái thủ tục này rất là nhanh chóng và tiện lợi. Và một câu hỏi nữa đó là em muốn mua laptop tại Laptop TEC mà em ở tận Đắk Lắk, vậy không biết có thể hỗ trợ bảo hành và dịch vụ bao kết đổi trả không ạ? Cảm ơn AD. Ok, với cái vấn đề này thì là nó vấn đề của về bên TC đúng không? Thì với cái vấn đề bao test thì bên mình có một cái dịch vụ đó chính là ship code khi mà khách hàng ở xa. Tức là các bạn có thể nhận hàng này, chúng ta kiểm tra test thử thoải mái, chúng ta sẽ có 1-2 tiếng để quyền 1-2 tiếng. Tức là có khoảng 5-7 phút để chúng ta kiểm tra hình thức máy trước. Sau đó các bạn cứ nhận máy thoải mái thôi, chúng ta mang về sử dụng 1-2 ngày mà cảm thấy nó bị lỗi lầm hoặc là không ưng ý thì trong vòng 7 ngày đầu bạn có thể đổi sang sản phẩm khác thoải mái. Ví dụ bạn đang sử dụng một chiếc Lenovo này, bạn cảm thấy không ưng, bạn thích Dell thì bạn cũng vẫn có thể đổi sang dòng Dell này mà không bị mất phí. Nhưng sau 7 ngày thì nó sẽ bị mất phí. Do đó thì bạn hãy nên cân nhắc về cái vấn đề sử dụng và trải nghiệm. Tất nhiên là chúng ta sẽ chỉ trải nghiệm trong 7 ngày đầu thôi với tất cả các sản phẩm. Như vậy là sẽ có cái sự lựa chọn thoải mái cho khách hàng hơn và sẽ tốt hơn. Một câu hỏi tiếp theo liên quan đến vấn đề bảo dưỡng máy, đó là câu hỏi cho em hỏi máy laptop thì bao lâu nên thay keo tản nhiệt và các loại keo nào thì tốt cho laptop gaming ạ? Laptop thay keo tản nhiệt à? Ok, với cái vấn đề thay keo tản nhiệt này thì thường là đối với những cái dòng máy khi mà nhà sản xuất họ sản xuất ra ấy, họ đã tra thêm một cái lớp keo ở trên đó rồi. Thì với cái lớp keo của nhà sản xuất thì nó sẽ dao động từ khoảng độ 1 năm rưỡi đến 2 năm thì chúng ta sẽ mới phải là thay lại một lần. Đó là với cái dòng laptop mới. Còn đối với những cái dòng laptop cũ thì chúng ta sử dụng cũng khá là lâu và cái tản nhiệt của nó cũng chạy bền rồi đó. Mà các bạn sử dụng thường xuyên thì chúng ta nên là thay khoảng độ 6 tháng đến 1 năm thì chúng ta nên thay nó đi để cho nó đảm bảo được cái tản nhiệt nó được tốt và cái CPU của nó cũng sẽ bị không bị hỏng hoặc là bị những cái trường hợp xấu xảy ra. Như vậy là thì sẽ tốt cho chúng ta hơn. Đó, bạn cứ dao động khoảng độ là tối đa là khoảng 1 năm, dao động khoảng 1 năm cho đến 1 năm rưỡi. Như vậy thì chúng ta sẽ đi thay keo tản nhiệt, còn nếu mà chúng ta sử dụng thường xuyên thì là khoảng 6 tháng. Một câu hỏi tiếp theo đó là em đang là sinh viên ngành logistics, em cần mua máy có thể chạy tốt các phần mềm kỹ thuật như Arena hay AutoCAD. AD có thể cho em hỏi nên lựa chọn máy nào và em đang cân nhắc kỹ Dell Virtual hoặc Dell Inspiron. Và mời giúp với mức giá tầm 20 triệu, có thể dao động tầm 2 đến 3 triệu. Em là nữ nên mong máy đừng nặng quá và em chỉ chơi game trên điện thoại, trên máy thì không ạ. Em cảm ơn. Ok, với câu hỏi này của bạn thì mình sẽ cho bạn cái sự lựa chọn rất hay đấy nhé. Hiện nay chúng ta sẽ quan tâm đến cái thiết kế đẹp này, nhẹ, gọn và là nữ dùng thì trông nó cũng hơi gọi là sang chảnh một chút cho nó xinh xinh. Thì bạn có thể xem tham khảo qua một chút về cái dòng mà các dòng máy đang chạy con chip AMD. Vì hiện nay AMD thì nó đang phổ thông rất là nhiều, nó đang gần như là đang vượt ngang với Intel để cho ra những cái dòng sản phẩm tốt nhất. Còn nếu mà là nữ thì thích màu trắng thì có thể là 5515. Còn thích gọn thì chúng ta có thể chọn Asus Q408UG. Đó là sự lựa chọn gửi đến bạn. Một câu hỏi nữa em thấy khá là hay, đó là em có khoảng 15 triệu, học xây dựng, mua Dell M4800 K2001 ổn không vậy anh? Và anh có lựa chọn nào tốt hơn trong tầm giá này không ạ? Ôi, bạn đã nhắm đến M4800 rồi thì chúng ta không cần phải suy nghĩ nữa. Bạn cứ vụt thẳng trước đó cho mình M4800. Còn nếu mà muốn lựa chọn hơn thì chỉ có màn hình lớn hơn hoặc là thay đổi kích thước thôi. Màn hình lớn hơn thì chúng ta có thể lựa chọn đó là M6800. Còn thay đổi kích thước hoặc là mẫu mã khác thì
giả sử như là Zbook 15G2 hoặc là 15G3. 15G3 thì nó sẽ chênh hơn một chút. Do đó thì 15G2 thì mình nghĩ là bạn nên chọn 14800 thì hơn. Đó, đó là chúng ta sẽ lựa chọn 14800, không cần phải nghĩ đâu bạn ạ. Ok, ngoài cái sự lựa chọn mà mình vừa đưa ra thì chúng ta có thể lựa chọn thêm, đó chính là Zbook 17G2. Một chiếc laptop cũng khá là to và giá thành cũng rất là hợp lý, cũng là màn hình 17.3 nhưng M6800. Ok, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tạm thời kết thúc chương trình ở đây. Vì ngày hôm nay mọi người hỏi toàn những cái câu hỏi là đồ họa rồi gaming, nghe nó rất là nặng nhọc. Chúng ta có thể chuyển sang một chút, nó ví dụ như là Ultrabook này, văn phòng hoặc là XPS gì đó, thì trông nó nhẹ nhàng và thanh cảnh hơn không? Ok, mình nói đùa vậy thôi, chứ mọi người có câu hỏi nào thì mọi người cứ để ở bên dưới, để mình và bạn đồng hành mới là bạn Hoàng Yến đây sẽ cùng chúng ta gọi là trao đổi với nhau về cái vấn đề tư vấn laptop hoặc là các cái vấn đề hỏi đáp này trong chương trình hỏi đáp số tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn nút chuông thông báo khi mà bên mình ra những video tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng thảo luận. Còn bây giờ thì xin chào.